Chui vô đó làm gì á? Không ai mà thương. Đó, nó ngã đẹp một cái có gì gì nè. Chui ra. Chui vô chuột làm gì vậy? Ủa chuột của con đó phải không? Trời ơi, con chó cầm xương kìa. Tha xương đi đâu chứ? Chết mày. Có thằng chui vô chuột. Có nó không sợ gã nè. Đó, mình bảo không? Mình bảo không? Nữa làm ngành gì mà mạnh bạo dữ ông hả? Chơi gì cũng mạnh bạo á, dùng bịch. Gớm á. Chú chạy lên lên, đỏ, thì kìa chứ. Chuột ơi, thằng lằn ơi, nghe nó chui vô chổng nè. Nhà của con tối nay con ngủ đó nghe không? Nha. Dạ đi, dạ. Đó, dạ rồi nha, tối nay là mẹ cho con ngủ rồi đó. Đại ca chưa? Leo. Mẹ đâu có đỡ. Riết vô. Riết. Cho phỏng vấn chút coi. Nhà bạn xây hồi nào vậy bạn? Hả? Bạn xây nhà gì đâu mà không kiên cố gì đâu, chịu tới chịu lui vậy bạn? Hả? Bạn chui vô nhà đi chứ bạn bò ra ngoài nhà chi vậy? Hả? Ừ, chui vô. Ồ, tới đây ngủ đây luôn á. Tới đây có mũi thằng mũi thiêu. Khui cái đầu trọc đó đi. Ừ, chui vô đó ngủ. Ừ, nằm ngủ khò đi. Chui đó ngủ luôn nghe không? Đừng có chui vô mùng của mẹ nha. Dạ đi. Im lại, im re là không trả lời là dạ phải không? Trời này. Trời ơi con nó kìa. Đâu con đứng chận vậy giỏi luôn coi hiếp. Đá gì vậy ạ? Kêu cho Banh hả? Banh ơi, ra đây chơi với tôi nè. Chú làm hết vậy nè. Ai mụn hình mũi? Tôi cắn cái đầu mũi à. Leo được không mà leo? Đại khôn nè. Ừ. Cho tường ăn banh luôn hả? Chui vô nhà đi. Nhà của con thì con chui vô đi. Tới đấy cái bô làm có ngủ đi. Ừ, hà đi. Cướp. Hà. Cướp. Hà. Cướp. Hà. Nó đè cho một cái. Cướp. Hà. Cướp. Cướp. Hà nè. Hey!
Đưa răng mẹ coi coi, được có mấy cái răng rồi? Đó, có một cái nha. Rồi ở đó mà khóc nha mày. Hàng trâu bò kia đâu rồi? Ha, không ai hại với chú vậy ta? Nó là cái gì không biết nè. Chui ra con. Nó ngã nó đè con nè. Chui vô tối nay là mẹ, tối nay là mẹ chua, mẹ ẩm con vô đó, mẹ cho con ngủ ở đó nha. Lấy con Doraemon kìa làm gối ôm ngủ. Nè. Con quậy quá mờ. Nằm xuống ịt tới xuống ngủ đi. Cho coi cái ủ heo đó nè. Ha. Thả đi. Ha. Tới đây cái bô nó làm cái ôm ngủ nha mày. Cho mày. Mày chui vô đây mày chơi cái bô để đi gì. Là mày lấy mày chơi mày. Gớm ghiếc. Ha, có ai tới hiếp đâu ta? Có ai tới hiếp không?